Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Tung Tăng Khám Phá của Sunny. Ngày hôm nay Sunny tiếp tục gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất về tiến độ thi công đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hôm nay đã là ngày 24 tháng 4 năm 2023 và chỉ còn 4 ngày nữa thôi, tức là ngày 28 tháng 4 thì tất cả các đơn vị thi công sẽ phải hoàn tất tất cả các hạng mục của công trình cao tốc Dầu Dây Phan Thiết theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải để tiến hành bàn giao công trình cao tốc Dầu Dây Phan Thiết để tiến hành làm lễ khánh thành thông xe chính thức vào ngày 30 tháng 4 sắp tới. Phía trước các bạn đó là cầu vượt tại nút giao Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận các bạn nha. Một lát nữa thì mình cũng chạy lên cầu vượt để mình quay cho các bạn xem những hình ảnh về nút giao này cũng như tiến độ thi công đường dẫn từ nút giao này ra đến quốc lộ 1A. Ở khu vực này các bạn có thể thấy phần đường chính đã được thi công hoàn chỉnh, phần sơn và kẻ đường cũng đã được thi công, các phần hộ lan, phần giải phân cách cứng, tấm chống lóa cũng như hệ thống đèn chiếu sáng tại nút giao này cũng được thi công hoàn chỉnh rồi các bạn ạ. Ở khu vực này các bạn có thể thấy các đơn vị đang thi công đường dẫn vào cao tốc hướng về Dầu Dây các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chạy lên cầu vượt để quay lại một số hình ảnh tại nút giao này gửi đến các bạn nhé. Phía trước các bạn đó là hướng đi Dầu Dây các bạn nhé. Các bạn có thể thấy các đơn vị thi công đang tất bật thi công những hạng mục cuối cùng như rãnh thoát nước và sơn vạch kẻ đường để cho mau kịp hoàn thành tiến độ của dự án. Trước mắt các bạn đó là những hình ảnh có đơn vị đang thi công đường dẫn từ nút giao Hàm Kiệm ra đến quốc lộ 1A. Các bạn có thể thấy rất nhiều xe thi công đang tất bật để thi công cái đường dẫn này, bởi vì thời gian thì cũng không còn nhiều, chỉ còn khoảng 3-4 ngày nữa thôi là để phải bàn giao công trình để tiến hành làm lễ khánh thành thông xe chính thức tuyến cao tốc này rồi các bạn nhé. Hiện đây thì mình cũng trả lời câu hỏi một số bạn là cái thời gian dự kiến tổ chức lễ khánh thành thì vào khoảng 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4. Thì các bạn có hỏi là khi nào thì mình di chuyển trên cao tốc được. Thì cái này chắc chắn sẽ có cái sự hướng dẫn chi tiết trước khi cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đi vào hoạt động các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm. Các bạn nhớ đón xem những video mới nhất của mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến các bạn nhé.
Xe của mình đã di chuyển ra tới quốc lộ 1A rồi các bạn nhé. Từ đây thì mình sẽ rẽ trái hướng về thành phố Phan Thiết. Video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Nếu thấy hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.